hiến tạng. Một người chia sẻ, em hiến hết nhưng phải chừa hai con mắt để thấy đường về. Mới nghe thấy kỳ lạ, nghĩ lại cũng hợp tình. Hợp tình với người không nghiên cứu kinh điển nhưng có lòng cao quý. Hiến tạng hiến xác là một sự dâng hiến cao quý cho đời. Sự cao quý này đến từ lòng cao quý của người dâng hiến. Khải Toàn chia sẻ vài thông tin về hiến tạng, mời các bạn cùng tham vấn. Hiến xác là hiến toàn bộ thân này. Hiến tạng có thể đánh dấu vào từng ô, ví dụ tim, gan, mắt, xương. Có rất nhiều lý do xoay quanh việc một người hiến tạng. Họ muốn giúp đời, giúp được rất nhiều người khi mình mất đi, hay đơn giản chỉ là một ý niệm đẹp. Dù với lý do gì, đa phần người hiến tạng đoạn được thân kiến. Thân là cơ thể, kiến là cái thấy. Thân kiến là cái thấy về cơ thể. Thân kiến là chấp vào ngũ uẩn, chấp vào ngã. Ta nói, thân này là ta. Nếu thân là ta, thân của ta, nó sẽ mãi không diệt, không hư hoại. Thế sao hôm thì không khỏe, hôm lại mệt, hết bệnh này đến bệnh kia. Chấp vào thân này là ta, là do ngã. Nói như thế quý vị khó hiểu. Khải Toàn giả dụ như thế này: người xem thân này là ta, ra sức tốn công bồi đắp cho thân, bảo quản thân. Khi vô thường đến, thân tứ đại cũng hóa tro bụi, không còn gì là của ta nữa. Thân này được hợp thành bởi đất, nước, gió, lửa. Con người cũng như vạn vật trải qua thành trụ hoại không, sinh ra, lớn lên, bệnh, chết. Dưỡng thân để sống khỏe, để giúp đời, thay vì ăn uống ngủ nghỉ phục vụ cho thân. Chính vì thế, người không còn chấp vào thân này là ta, ung dung tự tại. Khi sống an lạc, giúp người, khi mất đi cũng có thể giúp bao người, thông qua những bộ phận dâng hiến, công đức vô lượng. Các vị đăng ký hiến tạng thông thường cần một photo chứng minh nhân dân, căn cước công dân và một hình 3-4. Trong tờ khai, tùy chọn các bộ phận hiến tặng, kèm thông tin giữ bí mật hoặc không giữ. Đối với người nhận được những bộ phận này, các vị có thể đến chùa Giác Ngộ tại 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nơi đại diện tiếp nhận hiến tạng cho Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia 40 Tràng Thi, Hà Nội. Khải Toàn kính chúc các vị tâm thân an lạc.